Vy gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi đài với chương trình Văn hóa và Giáo dục ngày hôm nay. Ngày hôm nay Thụy Vy đã có mặt ở nơi đây, một cô giáo dạy ngôn ngữ Việt Nam tại học khu Anaheim. Debbie Phạm là cô giáo mà Thụy Vy đã mời đến với chương trình ngày hôm nay. Debbie là một cô giáo dạy ngôn ngữ Việt Nam đầu tiên tại học khu Anaheim, và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện và tìm hiểu thêm về cái chương trình dạy tiếng Việt tại học khu Anaheim. Chị gửi lời chào Debbie. Debbie gửi lời chào đến khán giả. Dạ thưa em, kính chào quý vị khán thính giả và em kính chào chị Thủy Vy. Debbie ơi, chị nghe nói đến cái chương trình ở khu học vụ, nhưng trước khi chúng ta nói đến cái chương trình này thì chị muốn biết thêm một tí xíu về em, thì em có thể chia sẻ với khán giả về em, về cái công việc em làm hay không? Dạ thưa chị Thụy Vy và dạ thưa khán thính giả, thì em đi dạy năm nay cũng được gần 20 năm rồi. Trời ơi, 20 năm dạ. Em đi dạy từ năm 10 tuổi hả hay sao? Dạ không có. Trẻ quá. Dạ năm 20 mấy tuổi. Dạ thì em mới đầu thì là em dạy toán. Sau khi đó thì em đổi qua em dạy điện toán. Ôi trời ơi. Dạ, xong về sau này thì em thấy nhu cầu cần giáo viên dạy tiếng Việt càng ngày càng cao, cho nên em quyết định là em đi về trường UC Riverside, là trường đại học ở Riverside, để em lấy cái bằng đi dạy tiếng Việt. Sau khi em lấy cái bằng tiếng Việt thì học khu Anaheim đã cho trọng trách là đi phổ biến cái chương trình Việt ngữ ở học khu Anaheim. Thì năm nay em dạy lớp 7, lớp 8, cái lớp Việt ngữ ở lớp 7, lớp 8 trường Dell, rồi lớp từ lớp 9 tới lớp 12 là ở trường trung học Magnolia. Vậy thì để chị hỏi em, cái quá trình mà em trở lại trường UC Riverside và học để lấy bằng về chuyên môn về dạy ngôn ngữ Việt thì nó có thử thách nhiều không, hay là em phải lấy nhiều lớp hay không, trở lại thành 4 năm hay là chỉ có trở lại thành 2 năm thôi? Dạ thưa, thì khi mà mình trở lại, mình đã có bằng rồi, mình đã có bằng đi dạy những môn khác rồi, thì nó cái khóa trình nó không có nhiều lắm. Lấy một lớp để mà cách dạy về ngôn ngữ của thế giới, rồi lấy thêm ba cái bài kiểm tra của tiểu bang Cali. Thì sau khi đậu ba cái bài kiểm tra đó thì họ cấp bằng cho em đi dạy tiếng Việt. Vậy thì khi mà em đến với khu học vụ ở Anaheim thì họ đang cần giáo sư Việt Nam, rồi em xin, rồi em được job, em được cái việc đó, hay là vì một cái sự ngẫu nhiên nào mà em lại đến được với lại khu học vụ Anaheim? Dạ thưa, thì em đã dạy điện toán ở đó cũng được 17 năm rồi. Rồi, dạ. Tức là dạy cũng ở ngay đó, dạ, luôn. Ở ngay đó luôn. Xong rồi em thấy học khu cần người dạy tiếng Việt, cho nên là em mới xin đổi qua. Thì họ cũng phải interview em, rồi cũng interview nhiều người lắm. Thì mới chọn lựa ra được là chọn em. Vậy thì chị chúc mừng em. Cho chị, cho Thủy Vy hỏi rằng em có thể chia sẻ rằng em nói trường Dell từ lớp 7 tới lớp 8, còn trường Magnolia thì em dạy từ lớp 9 tới lớp 12. Hai cái cấp lớp đó thì cái cấp lớp nào đối với em khó khăn hơn? Và em có nói sơ về hai cái cấp lớp này ở hai trường đó được không? Dạ, thì đối với em thì lớp 7 với lớp 8 thì hơi khó dạy hơn là lớp 9 tới lớp 12. Tại vì mấy em ở lớp 9 tới lớp 12 mấy em chững chạc rồi, với lại mấy em hấp thụ nhanh hơn là những em lớp 7, lớp 8. Mấy em lớp 7, lớp 8 vẫn còn ham chơi, ham vui. Cho nên là vô lớp thì chỉ muốn vui thôi, chứ không có muốn học lắm. Cho nên nó hơi khó khăn ở chỗ đó thôi. Chứ còn các em rất là thích học. Nhưng mà ở cái lứa tuổi lớp 7 và lớp 8, thưa quý vị, cũng giống như trong cái kinh nghiệm trong gia đình và xã hội của chúng ta, ở trong cộng đồng, thì cái lứa tuổi đó 7, 8 là khoảng chừng 13, 14 tuổi. Các em hay nói tiếng Anh. Và bây giờ lại vào trong cái lớp học tiếng Việt. Thì cái Mỹ nó gọi là cái challenge, cái sự thử thách của em
khi mà dạy các em này, thí dụ như đang dạy tiếng Việt mà mấy em cứ tiếp tục nói tiếng Anh thì cái khó khăn nó như thế nào? Thì mình cũng ráng, mình cũng lâu lâu thì mình cũng chiều mấy em một tí nhưng mà thường thì mình cứ khuyến khích mấy em nói tiếng Việt, thì rồi mình cứ nói tiếng Việt rồi bắt mấy em trả lời bằng tiếng Việt, rồi từ từ mấy em nó quen. Nó quen thì nó cũng tập tập trả lời lại tiếng Việt. Nó cũng bập bẹ chút xíu, lúc đầu thì bập bẹ nửa tiếng Việt, nửa tiếng Mỹ. Xong sau khi đó thì từ từ các em tự nhiên nó nói được nguyên một câu tiếng Việt. Tức là đôi khi nếu mà gặp những trường hợp khó khăn thì mình cứ bilingual, mình cứ song ngữ và mình nói chuyện phải không? Như vậy để cũng giúp cho các em trong cái thủ tục mà các em trong cái process, cái quá trình mà các em học thì các em còn hiểu rõ hơn, là tại vì các em đã dành tiếng Anh, các em sinh trưởng ở đây thì nó cũng dễ. Như vậy thì còn các em học ở Việt ngữ, như vậy thì em dạy tiếng Việt từ đầu tới cuối. Và khi em dạy như vậy, cái dàn bài của em dạy những cái gì trước, cái dạy những gì sau? Dạ thưa, thì mới đầu thì mình dạy căn bản trước, mình dạy ngữ vựng, từ vựng trước. Xong sau khi đó rồi mình cho các em tập dượt với nhau về những cái từ mới. Sau khi đó thì em sẽ cho mấy em tập làm văn, viết ra một câu. Thì nhiều khi em không có viết được nguyên một câu thì em nói thôi thì kệ nó, một nửa tiếng Việt một nửa tiếng Anh cũng được. Cái từ nào mình mà không biết á, thì mình viết tiếng Anh, còn từ nào mình biết thì mình cứ viết tiếng Việt, càng nhiều tiếng Việt càng tốt. Đúng rồi. Cái số lượng học sinh mà ghi danh trong hai cái cấp lớp này phần đông là các em Việt Nam hay là các em ngoại quốc? Dạ thì coi như là ở cả hai trường, trường Dell với trường Magnolia, thì có em có tất cả những em là Việt Nam cũng có, mà những em không phải Việt Nam cũng có. Thì ở trường Magnolia thì đông Việt Nam hơn, có, nhưng mà cũng có vài em không phải là người Việt mà không biết nói tiếng Việt nữa. Còn ở trường Dell là coi như tính ra là phần đông á, là các em không có biết tiếng Việt mà cũng không phải là người Việt luôn. Rồi còn một nửa còn lại á, thì có nhiều em là người Việt nhưng mà sanh ở đây không biết nói tiếng Việt. Nhưng nếu các em học hết lớp 7, lớp 8 và hoặc là các em ở trường Magnolia học hết lớp 10, 11, 12 thì học xong cái khóa đó với em rồi thì có còn một cái khóa nào khác cao hơn để cho các em tiếp tục tiếng Việt không, hay là hiện thời bây giờ mình chỉ có như vậy thôi? Dạ không có chứ. Tại nếu mà mấy em mà học lớp 7, lớp 8 á thì cái điểm đó được tính lên trường Magnolia, là các em có sẵn điểm ở trên trường Magnolia rồi. Thì khi mà các em lên trường Magnolia, các em vẫn tiếp tục học với em á, thì là sau 3 năm thì các em có cơ hội được cái ấn chứng của được nhận được cái ấn chứng của tiểu bang Cali. Mà cái ấn chứng đó là in trên cái bằng tốt nghiệp của các em. Vậy hay quá. Sau khi mà học xong rồi đó, mà khi mà các em lên đại học mà muốn tiếp tục cái chương trình Việt ngữ thì ở trường Cal State Fullerton nó có cái chương trình Việt Nam Việt ngữ ở Fullerton để lấy cái bằng, được cái bằng BA ở trên đó của tiếng Việt luôn. Hay quá. Như vậy thì học khu Anaheim đang gián tiếp giúp cộng đồng một phần nào để gìn giữ tiếng Việt. Thì mình cứ nôm na nói như vậy. Thì Vi sẽ trở lại với quý vị sau phần quảng cáo của các nhà bảo trợ trong giây phút.